Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của em Khoa nha. Thì tiếp tục những chiếc xe đẹp ngày hôm nay thì em lại tiếp tục lên với các bạn là ba mã xe. Hôm nay là em lên của nhà Gian hết nha. Nếu mà ai là tín đồ của nhà Gian thì không thể bỏ lỡ hai xe này. Đó, hai xe nói chung là nằm ở phân khúc tầm trung mà cận cao cấp á. Hai con này nó mới như xe thùng luôn, không khác gì xe đấu giá với sắp tay luôn nha. Riêng hai con xe này em khẳng định, con này và con này. Đó, thì em sẽ lướt sơ một vòng đi. Xe mới về từ bển, còn bụi nhật đồ này kia đầy đủ luôn nè. Thì đồ chơi zin theo xe, đồ có sao em để vậy luôn nha, không có tháo ra món nào nha. Các bạn nào mua là những cái sự may mắn của các bạn nhận được, giống như là mấy cái đèn này, đèn zin, khóa zin đồ nè, em chưa tháo ra gì luôn á. Xe về em tranh thủ lên video để giới thiệu các bạn xem thử hai mã xe. Và bên cạnh đó đừng bỏ quên cái dòng xe mà tâm đắc của em nha, Momentum phân khúc tầm trung. Ai mà muốn một chiếc xe mà ngon bổ rẻ tập thể dục thì đừng quên bỏ lỡ xe này. Còn quý chú quý bác nào mà muốn mà những con xe mà cận cao cấp xíu á, thì lựa mấy cái này rất là ok luôn, đời mới. Em quay sơ con này nè, con này đời 2022 lượng 29 tháng 1 2022. Thì vị trí thì nó mới chạy đây, chắc nếu mà tính thời gian mà bỏ bãi với đưa về Việt Nam luôn chắc phải tầm 5 năm mấy à. Mà mấy xe này tao không bỏ được đâu. Khả năng cao là một là xe ăn cắp ăn trộm, hai là xe bị phạt á, em đoán vậy á, ở bên Nhật á. Mà em may mắn thôi, em săn được mấy này. Em giới thiệu mọi người, săn được giá tốt thì em phải chia sẻ lại mọi người giá tốt luôn nha. Để đi nhanh, lợi ích nhưng mà đi nhanh các bạn ơi. Xe này à, hai xe này khung nhôm phục carbon luôn nha. Rúp đồ là Sora R, em Khoa xin lỗi, Claris R 2000 dây âm luôn, đời mới luôn nè. Có thắng phụ luôn nè. Thì để quay về vấn đề chính đi. Xe này mới tiễn được những cái đồng hồ zin nè. Đó. Em cũng chưa coi, chứ không biết còn sử dụng được hay không nữa. Thì bạn nào mà chốt xe nhanh nhất á, thì em sẽ tặng hai cái đồng hồ này cho hai chiếc xe này. Đó. Mới săn được và tặng kèm khui ra. Nó bảo hiểm em hiện tại chưa lấy ra bán nha. Nhưng mà sẽ khui hai cái. Sẽ khui hai cái ra trước để kỷ niệm khách hàng nha, kỷ niệm khách hàng hai cái cho quý khách hàng nào gọi là may mắn nhất của sếp em Khoa. Chốt hai con này tặng đồ chơi vô vàng luôn, đồng hồ đó các bạn về kiểm tra lại giúp em nha. Còn nó thì em Khoa sẽ tặng các bạn hai cái giá đỡ nước, đèn trước đèn sau, nói chung tá là ám binh, tặng cho bạn về sử dụng luôn khỏi tốn tiền. Giờ vô review đi. Đó, mã gian content số 1 nè. Cái anh này mới về chưa vệ sinh luôn nha, báo giá đầu video cho bạn hăng hái xem luôn nè. Con này là 12 triệu rưỡi nếu mà em Khoa làm hoàn thiện ơi. Hoàn thiện ngon lành hết luôn á. Xe về chỉ việc chạy vận hành, không có sửa chữa gì thêm. Bao gồm cả cân vành, thay sơn gì? Sơn là sơn KMC nha. KMC thì lại phân ra làm hai loại nữa, sơn đặc và sơn rỗng. Thì em sẽ tặng bạn cái dây sơn cao cấp nhất luôn. Đó, dây sơn này thì theo cái sự đánh giá của em Khoa thì nói chung là bỏ chứ không có xài được. Cộng dây sơn gì đâu, cầm không có im tay vậy các bạn ơi. Lên xe nó phá líp lắm, phá líp và phá cả dĩa nữa. Chúng ta không nên tiết kiệm như vậy. Đó, cùi Laris chân dài nè, R2000 nè. Những xe này là chưa vệ sinh nha, mới về quay lên giới thiệu mọi người luôn á. Yên nè, yên zin nè. Yên ngồi đã không các bạn, nhìn đẹp. Mà yên thì nhìn đẹp thiệt, nhưng mà các bạn lên ngồi đảm bảo bao đau luôn. Đau không cực kỳ luôn. Loại này thì phải có cái quần chuyên dụng á, chuyên tập thể thao. Em sẽ quay review chi tiết nha. Xe chưa vệ sinh, các bạn nhìn thấy vậy á, chứ rửa ráy vệ sinh ra là đẹp à. Bảo dưỡng nữa, bảo dưỡng thì cộng thêm cho em Khoa 600 ngàn, còn bán giống vậy là 11.900.000 nha. Còn ngon lành cành đào hết rồi. Về chỉ việc chạy bảo hành 12 tháng, 12.500.000 luôn, bao gồm cả phí ship luôn nha các bạn. Đóng thùng cho các bạn luôn, đóng thùng giao tới tận nhà cho các bạn luôn. Giá đó là bao tới tận cổng vườn cổng rào luôn, toàn quốc. Còn chung zin nè, nói chung xe này còn zin sao em đã chạy lại hết cho các bạn luôn á. Xe chưa bảo dưỡng gì, nói chung là mấy con này đời mới mà, đời 2020 mà. Asahi nè, mấy này là em Khoa lao cho bạn coi nè. Dơ, cái này là dơ hết. Cộng nước top brick zin theo xe, cộng nước nhôm có tăng được bao xịn. Cái dạng sườn đời mới nó làm cũng lạ lạ các bạn, dây âm sườn là biết đời mới là một rồi nè. Nhưng mà thay vì cái thanh đứng này đi, nó sẽ tròn. Nhưng mà nó sẽ ở đây nó sẽ làm hơi vuông vuông, dẹp dẹp á, không có tròn. Nhưng mà sẽ làm theo hình dạng hình vuông.
đánh lừa thì giác đằng trước nhìn vô rất là tròn, nhưng mà ngoài sau nó hõm lại. Dáng sườn này hay còn gọi là dáng sườn rút nè, theo khí động học đồ này kia chạy rất là đã sướng nè. Hàm phanh nè, hàm phanh ba mảnh nè, zin theo xe nè, cọc in zin theo xe luôn nè. Nói chung xe nhập về zin từ đầu đến đít luôn nè. Đây là một xe zin toàn tập luôn. Những món em quay cho bạn coi là những món cần thay là dây sơn nữa, buộc phải thay thôi. Đùi đĩa FSA nè, FSA là đùi đĩa của Mỹ nha các bạn. Thì giờ em quay chi tiết mình sườn dàn tay lắc nè. Làm lại thì mọi thứ trơn tru mượt mà bao ngon. Xe này có thắng phụ nè, 12 triệu 500 ngàn một con xe hoàn thiện. Giờ em phân tích cho các bạn luôn đi. Thí dụ mà những với tầm giá 12 triệu 500 ngàn đi, chúng ta mà vào Gian, đại lý ủy quyền của Gian mua luôn một con xe mới, thì chúng ta chỉ sở hữu được cái dòng Gian S-Cap thôi à, chứ chưa được Gian S-Cap mà Dit nữa. Dit là bản thắng đĩa, là bản mắc tiền rồi khỏi nói. 12 triệu mấy giờ, nếu mà Gian đi em search giá website nha, giá niêm yết trên website là 11 triệu mấy là Gian rút đồ Microship 37 hay 38 gì em quên rồi. Mà còn này khung nhôm phụ carbon luôn mà em bán có 12 triệu 500 ngàn à. Bảo hành về chế độ thì y như xe mới luôn, bao chạy bao xài bao chơi luôn á. Nè Gian logo chạy chữ giọng nè. Con này bao là các bạn kiếm có trên thị trường nhưng mà rất là ít, tỷ lệ đếm trên đầu ngón tay. Dây âm nè siêu đẹp à, máy này các bạn thấy vậy chứ đội ngũ kỹ thuật bên em khoa rửa ra là sạch bon đấy. Cái này nè, giờ em lao thẳng cho bạn coi nè, chưa rửa chưa chà chưa vệ sinh gì á. Dáng này nói chung nhìn cũng gấu gấu, phụ carbon nè, nhìn siêu đã không. Cái này là cục cảm biến của đồng hồ nè, phanh nhôm của Tetro nè. Má này ngồi y nguyên luôn, quá đẹp, ngon bổ rẻ trong tầm giá. Câm là câm inox nè, phản quang xịn zin nè, đùi đĩa FSA nè, đùi đĩa này 5 chấu luôn, xài nhìn rất là cứng cáp và chắc chắn luôn. Gạt đĩa nè, gạt đĩa đời mới em, còn cái găng ti chưa lột nè. Gần máy này là chùi ra đánh rửa sạch sẽ là khẳng định luôn nha. Riêng mấy con xe này như một con xe thùng vậy á. Vậy cho các bạn an tâm xài. Nếu mà xe này mà phải gọi là xe, nếu mà có thêm cái giấy khai sinh đi, giá nó không ngoài 19 đâu, nó phải tầm 19 triệu trở lên nếu mà mấy con xe này có giấy khai sinh, tại vì đời mới vậy mà. À, các em chia sẻ các bạn luôn là sang dĩa bắt trực tiếp vào sườn, hay còn gọi là rig on á. Rig on là bắt trực tiếp vào sườn, những đời mới hay sử dụng loại này đó, đời mới thường sử dụng sang dĩa rig on bắt trực tiếp vào sườn. Xe này sau này các bạn muốn nâng cấp lên Tiega 105 U Tecga Du rắc gì á, em khoa điều hỗ trợ nâng cấp hết nha, vô tư luôn. Nếu mà cấu hình này các bạn chạy chán, dáng sườn của Gian nó bắt ở ngay đây là nhìn là biết liền. Tổng quan con xe thì rất là đẹp, rất là mới. Em lên em giới thiệu các bạn mỗi hai xe này, em chỉ có mỗi con một xe thôi, không có nhiều đâu. Các bạn nhanh tay chốt đi, nếu không sẽ bỏ lỡ những con xe đẹp vậy á. Chứ các bạn mà đợi em lên thành phẩm là hên, lúc đó là em bán mất tiêu rồi á. Rồi, đây là mã số 1, 12 triệu 500 ngàn cho con xe hoàn thiện. Nếu mà giống vậy 11 triệu 900 ngàn, quá rẻ bèo đúng không các bạn? Cho một con xe đời 2020, Gian Content, dây âm sườn phụ carbon rút đồ Claris R2000, dây âm đời mới. Còn đây là mã số 2, qua một con xe phân khúc, gọi là phân khúc tầm trung đi, đi rút đồ SRAM X3. Đó, SRAM X3 thường thì chúng ta sẽ thấy nằm trong những cái con mà Gian S-Cap sườn tròn á, đó là đời đầu sử dụng SRAM X3. Nay thì con Momentum này, bản cao cấp của Gian, nó cũng sử dụng luôn nha. Đó, SRAM thì nó sẽ tương đương với rút đồ cỡ on-tooth đó các bạn. Đó, SRAM X3 cỡ on-tooth, phanh là phanh Tetro luôn nè, bao mượt mà nè, niền là niền Momentum luôn nè. Chống zin theo xe nè, tay bẻ trước sau nè, xe thì nói chung còn rất là mới nè, biển số Nhật đàng hoàng nè, tem Aeon cửa hàng nè. Câm là câm inox nè, đùm nhôm nè, đùm này là sơn mạ đồng nha, chứ không phải bay màu nha. Cái nào bay màu em nói bay màu, còn cái này sơn mạ màu vàng đồng nha, em nhắc lại, mạ màu vàng đồng, sơn mạ màu vàng đồng nha. Đó, trục giữa bạc đạn nè, đùm sâu nè, cặp lớp Kenda mới cứng nè, cọc yên nhôm zin theo xe nè. Nói chung phụ tùng trên xe đa số này toàn nhôm hết, có mỗi cái phuộc thép. Giá chia sẻ các bạn luôn, chốt nhanh còn lại là 5 triệu 900 ngàn, bao ship tận nhà, tặng 4 món ăn chơi, đèn trước đèn sau, giá đỡ nước và cặp chắn vùng lỡ nữa. À, quá rẻ cho một con xe mà rút đồ
37, cối này các bạn có thể xài 789 vô tư luôn nè. Cũ đời Scram X3 nè. Lấy qua đây quay chi tiết mặt bên cho các bạn coi. Xe này thì tổng quan nước sơn zin, chỗ nào có chạy xước em có chấm lại cho nhìn chiếc xe đẹp và liền lạc hơn. Xe nguyên bản, pedal là pedal nhựa nè, gạt đĩa Scram nè. Con này đời là đời 2014 thiệt, nhưng mà chắc chủ mua chùm mền hay sao các bạn ơi. Ngoại hình còn rất là mới đó. Xe này thì size nó khá là nhỏ, sẽ thích hợp cho một người cao từ 1m55 trở lên là đi đẹp xe này nha. Bài đạn chống cổ âm của nó nè, Momentum, dòng cao cấp của Yan mà. 5.900.000 sở hữu xe cam inox, rút đồ Scram 37, ngon bộ rẻ các bạn ơi. Đây là mã số 2. Về với siêu phẩm ngày hôm nay đi. Một cặp siêu phẩm chuẩn bị ra mắt cho các bạn nè. Gian content này và mã kia. Tiếp tục review xe tiếp các bạn ơi. Tại lúc nãy em Khoa có cuộc điện thoại nên là em Khoa gián đoạn video. Giờ tiếp tục quay xe tiếp nè. Quay đây là phần đầu nha, di động bô tăng nè. Cổ bự phi 31.8 nè, siêu đẹp. Có phanh phụ nè, đèn này xúc ra luôn rồi. Chưa gắn pin các bạn ơi. Nếu mà có hư cũng không sao, đèn này đèn zin. Còn nếu mà có hư thì em Khoa tặng các bạn đèn mới luôn, cho các bạn xài luôn, an tâm nha. Đời mới nè, con này đời tới 2022 lận. Có nhiều cái vết trên xe, đa phần là vết dơ nhiều. Mấy con này đa phần là ít trầy xước lắm, các bạn cứ an tâm nha. Laris nè, thể lắc nè, đời mới R3000 dây âm luôn. Dây quấn thì nói chung cũng còn ok, ngon, chưa bị nhão. Thời gian sử dụng ít mà. Con này đời 22, sử dụng tầm năm mấy. Lắc hai lưỡi nè. Chưa bảo dưỡng, chưa canh chỉnh gì nha. Đó, các bạn nào có chuyên môn hay là thích về để mình vọc vạch con xe yêu dấu của mình á, thì mua về, vọc vạch nó sẽ giảm chi phí tầm 600.000. Đó, còn nếu mà em Khoa làm full á là 12.500.000, bao gồm cả phí ship. Sơn cổ độ nào không ngon em Khoa sẽ thay thế cho các bạn luôn. Chứ không có để được dây đời dây thắng nào cảm thấy mà không ok, không đạt tiêu chuẩn của shop em Khoa, em Khoa thay luôn. Tại em Khoa bảo hành tới 12 tháng lận, nên mà bắt buộc xe bên shop em Khoa xuất ra bắt buộc phải chất lượng nha. Số má đồ lên này kia phải ngọt ngào luôn. Bấm là lên, lắc là lên à. Giờ vô review đi. Bộ tăng của nó nè, phi 318 nè, Zan content à, đời mới mà các bạn, phục carbon nè. Giờ các bạn phải nhìn cái mối hàng. Mà phụ carbon thì làm gì có mối hàng các bạn ơi. Siêu đẹp à, cặp giò mà thường thì mấy vị trí này rất là dễ chạy nè. Cánh này và hai cái gấp sau. Mà con xe này rất là ít trầy luôn, đời mới mà. Màu này sẽ hơi hướng màu xám ghi á, nó dạng đen 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 á. Xe này siêu đẹp luôn, không có mối hàng nè à, mối hàng nó bị mài đi bớt, được mài đi bớt. Dây âm nè. Vậy em Khoa quay kỹ từng giống nha. Xe này giờ chỉ có rửa, vệ sinh và cân chỉnh bảo dưỡng thôi. Vô mở bò hết chi tiết luôn à, siêu đẹp. Phối với cái tem mà xanh miner nhìn rất là đẹp. Xe M nè, tem Asahi nè. Mới mua hôm 29 tháng 1 2022 nè. Đùi đĩa này cũng là đùi đĩa 5 chấu FSA nè à. Gạt đĩa là Claris nè, Claris R2000 nè. Đời Brick On bắt trực tiếp vô sườn nè. Cái này em đoán là nó bắt ổ khóa nè. Hai con giống nhau hết luôn, mã giống nhau. Nó làm cái dáng sườn cũng giống nữa. Đời mới giờ công nhận gã khổng lồ ngày nó càng tăng tiến hơn các bạn ơi. Thay vì lúc thì tròn luôn, lúc thì vuông. Con này kết hợp với tròn với vuông. Đánh lừa thì giác ghê. Nếu mà nhìn ở đằng trước vô là sẽ nghĩ tròn liền á. Nhưng mà ở sau nó sẽ ôm lại để làm dáng sườn rút. Nhìn đẹp cực kỳ luôn. Còn dây khóa zin nè. Bạn nào chốt xe em giải mã cho. Chốt xe này em giải mã tặng luôn cho các bạn luôn. Đó, dây sơn. Cộng dây sơn này hả? Cái này phải đo. Nói chung là bạn nào thích xài sơn zin thì em để cho. Còn thôi em thì lúc nào em cũng ưu tiên sơn mới á. Sơn mới mà em thay đồ xịn không à, chứ không phải thay đồ tào lao. An tâm xài. Xe này cái clip lớn nó hơi bị bự vậy. Chúng ta có thể dùng để gọi là leo đèo, leo dốc luôn. Những chú, những anh nào ở những vùng cao nguyên đồi núi này kia, lựa chọn mấy em này, leo đèo, leo dốc đồ đã lắm. Vừa có tốc độ mà vừa có tốc độ đèo dốc mà vừa có tốc độ về đường trường nữa. Clip nhỏ nhất này chắc cỡ 13T hay 11T gì đó các bạn ơi. Clip lớn nhất chắc cỡ 32-34T gì đó. Em thấy clip này khá là bự. Leo đèo dốc ok á. Bánh là bánh zin theo xe SR2, yên cũng là yên zin, siêu đẹp. À, mã này 12.500.000. Cũng giống như mã kia thôi. Nếu mà chốt giống vậy luôn là 11.900.000, bao gồm cả phí ship hết. Ship là đóng thùng giao tới tận nha.
chế độ bảo hành thì bảo hành 12 tháng cho các bạn an tâm mà mua về xài luôn, trục chặt gì có em Khoa lo. Còn giá đỡ nước zin theo xe luôn nè. Nói chung là xe này chốt là được tặng nhiều ưu đãi lắm nha. Cặp xe mới về nè, giới thiệu các bạn tặng nón, tặng đồng hồ, tặng tè le các thứ luôn. Đồng hồ cách ai là thương hiệu mắt mèo khá là nổi tiếng của Nhật Bản rồi. Sẵn tiện đây nha, em cập nhật lại các bạn thêm vài mã xe chuẩn bị ra mắt nha. Hiện tại cam em đang bỏ cho đi cân chỉnh rồi. Chỉnh nó đảo qua lại tại vì xe số lượng của em Khoa khủng quá nên là không có kịp. Đây, mã hết bao giống hôm qua em Khoa vừa bán nè. Còn mã Renault này giờ thiếu bánh nữa, đưa vô là lụm các bạn ơi. Còn Louis Gardner màu vàng ngậy nè. Hôm qua bên shop em Khoa bạn kỹ thuật viên luôn ra rất là nhiều xe. Hôm nay giới thiệu cho mọi người. Mã Suve trên đây nè. Vậy cũng khó các bạn nhìn quá, Suve phục nhôm luôn nha. Siêu đẹp, đồ on tốt luôn. Mới cứng luôn. Em quay em cố tình quay dưới đít vậy luôn cho các bạn coi là sạch, là phải sạch từ trên ra ngoài, từ dưới đít luôn chứ không có bỏ lỡ những cái phần chi tiết này. Gốc kẹt đồ này kia bao sạch, chấm ghẻ, chấm kể cả những cái này nè. Đôi khi nhiều chỗ em chưa chấm là bị sót. Nói chung là đôi khi thôi, tỷ lệ rất là ít, ai mà không có sai lầm các bạn ơi. Và có mã Tokyo, lộn Toyota nè. Toyota, xe này lần đầu tiên có luôn. Thương hiệu Toyota rất là ít. Bên cạnh đó còn nào nữa ta, quên nữa. Chia sẻ các bạn có một điều rất là buồn luôn đó. Em bữa em nhập lô bị dính vô cái sườn gãy này. Em cho các bạn kỹ thuật viên bên em bán ve chai, bán phế liệu, bán nhôm, chứ cái này mà xài gì để hàng lại bán cho khách làm vậy thắt đứt chết. Bên shop em Khoa không có làm tại vì em Khoa bảo hành tới 12 tháng lận. Video tới đây cũng khá dài, bạn nào mà yêu quý kênh em thì cho em xin một like, một share, một đăng ký kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Em Khoa sẽ cập nhật xe đẹp mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại nha.